Của mình video ngày hôm nay mình sẽ vẽ bức tranh cây kẹo mút để gửi tặng các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Để vẽ được bức tranh kẹo mút thì đầu tiên mình sẽ dùng bút chì đi qua mặt hình dáng của kẹo mút. Kẹo mút sẽ có hình dáng tròn các bạn. Mình sẽ có hình tròn và đấy. Như vậy là mình đã vẽ xong bức tranh kẹo mút. Bây giờ mình sẽ vẽ thêm một vài chi tiết nữa cho bức tranh của mình. Như vậy là mình đã đi vẽ phác họa xong chiếc kẹo mút. Bây giờ mình sẽ dùng lập trình đi tô lại và đi làm lại lập trình của mình. Mình sẽ đi tô các chi tiết ở bên trong bức tranh kẹo mút của mình. Khi đi tô lại thì các bạn tô làm sao để cho cái nét chì của mình không đi ra ngoài, không đi ra ngoài chi tiết các bạn đang tô ra ngoài thì cái bức tranh của chúng ta sẽ rất là xấu các bạn ạ. Giờ sẽ in chiếc bánh. Tiếp tục mình sẽ đi tô phần que. Đây sẽ là
Rồi mình sẽ dùng tại để tải đi những nét chế thời trong tranh của mình. Như vậy là mình đã vẽ xong bức tranh.